cất đồ rồi đi ăn. Nhưng mà tí đi ăn hết đuối rồi, để tới Sài Gòn sạch sẽ thơm tho, không có lớn lắm, đủ cho một người ngủ. Nhìn xuống đây là khu vực sầm uất. Bên đó là có người đứng nhìn qua luôn. À, để đi, đi xuống bên dưới đi ăn. Rồi. Xung quanh quán ăn, đi ra quán, đi lại chỗ mà mình ngồi ban đêm tầng 2 cũng được, hoặc là ngồi khách sạn. Có mấy bàn ngoài trước đó, mua về ngồi uống lai rai cũng được, ngay cách ba bước chân là cái tiệm bia mới mua về đó. Thôi để đi lên phòng, mệt rồi. Rồi đây, đêm ở khách sạn tại Sài Gòn trong chuyến về Việt Nam tháng 8 2022 này, mình lại ăn bánh mì hình Huỳnh Hoa, Huỳnh Hoa, Huỳnh Hoa ngày xưa là Huỳnh Hoa, bây giờ còn Huỳnh thôi. Mình lại ăn nữa và mình lại quay. Lần trước order nhiều ổ lắm, nhưng mà để lên 2 ổ và ăn cũng không hết. Lần này ăn có 1 ổ, order 1 ổ thôi, order thêm toàn chả chiên. Rồi sẽ cắt ra ăn chơi. Nhưng mà ổ bánh mì này bự bằng 3 ổ bánh mì ở Long Xuyên quê mình ha, và bự hơn ổ bánh mì ở bên Úc một tí xíu. Thì cái này họ bán kêu là bánh mì đặc biệt, thì trong này gần có chả lụa, chả chiên, rồi chà bông, gà, đủ thứ hết. Mình ăn thêm dưa chua, rau cải, gần có dưa leo, cái pickle carrot nè, rồi cái làm gì hành ngò gì đó. Không ăn ớt, mình không có lấy ớt, ăn thì bỏ vô bánh mì, họ không phục vụ sẵn, có thể là sao đó. Hay cái kiểu của người ta. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn lại một lần nữa. Trong 3 tháng, 3 tháng trước mình đã ăn rồi, bây giờ mình ăn một lần nữa. 3 tháng trước mình order rất là nhiều, nhưng hôm nay chỉ một ổ thôi, rút kinh nghiệm. Tại vì cũng không có ăn hết tới ổ thứ hai. Order cái này nếu không ăn thì ở khách sạn không có dao để cắt. Không có dao để cắt như vậy, chắc hồi mình sẽ cắn một cục mình ăn. Cắn nhiều thứ lắm, gồm có bánh bao Huỳnh Hoa. Chỉ như bánh mì Huỳnh Hoa các loại là bao đời rồi, nhưng cái này là họ bán loại đặc biệt cho mình 59 ngàn một ổ. Và bánh bao bánh mì Huỳnh Hoa các loại, bánh bao Huỳnh Hoa, chả chiên Huỳnh Hoa, chả lụa Huỳnh Hoa, cơm cháy chà bông Huỳnh Hoa, pate Huỳnh Hoa, bơ tươi Huỳnh Hoa, bào sốt kèm theo của bánh mì thịt đó. Thì mình mua cái này mình ăn chơi 200 mấy chục ngàn, quên mất rồi. Còn này 59 ngàn. Mình thì không thích ăn dưa chua nhiều đó, họ cho bao tay nữa. Nhưng mà mình sẽ để vô một tí cho nó có mùi. Làm bánh mì, bán bánh mì mà, cho nên là đi đến đâu có bánh mì, bánh mì thịt là thích thử lắm. Sài Gòn thì bánh mì người ta bánh mì 5 ngàn, thôi 5 ngàn thì hơi quá, nhưng mà 15-20 ngàn là rất ngon, rất đủ ngon rồi. Bánh mì Như Lan nổi tiếng bao đời cũng không mắc như vậy. Cái này làm cái gì đó mình không hiểu. Nhưng mà lần trước mình ăn mình không cảm thấy ngon. Mình cũng có quay YouTube nhưng lần đó quay thất bại, không có được rõ ràng. Mình để cái một chút dưa leo thì mình thích rồi, với chút chua chua này vào ăn tối là không biết có đau bụng không. Như nãy đã ăn đủ no ở ngoài với mọi người, bây giờ về phòng mà ăn chơi để quay một cái này, là ăn uống đã no say ở ngoài rồi, bây giờ về ăn tiếp, không dám để hết sợ đau bụng, nhưng mà phải để tí cho nó chua chua cho nó đỡ ngán ha. Thì đây bánh mì đặc biệt Huỳnh Hoa 55.000 đồng một ổ, bằng một ổ bằng 2 ổ, 2 ổ rưỡi của người ta. Ok, bây giờ ăn đây. Một ổ này lớn, vẫn lớn hơn ổ bánh mì ở bên Úc nha, cho nên Tây họ thích ăn lắm. Gồm pate, chả, đủ thứ trong này, cho nên họ gọi là bánh mì đặc biệt 59.000. Người ta bánh mì pork roll là pork roll chicken roll thì chicken roll ha, còn cái này là pork roll chicken luôn, đủ thứ.
mà theo phong cách Việt Nam đó, cái gà nó không phải là gà tươi mà là gà chập bông. Ok, rồi mình cũng để dưa chua vào rồi. Bây giờ thì mình ăn thôi. Ăn xong nếu còn sức thì ăn cái một tí chả chiên để review coi chả chiên Hưng Hoa của Sài Gòn này có đúng ngon như lời đồn. Và bánh mì thì mình đã biết rồi, nhưng bây giờ mình ăn lại mình xem coi nó có khá khắm hơn lần trước không. Nó to, to còn hơn bắp tay của mình. Ở bên Úc ăn ổ bánh mì to và dài và lớn, đầy nhân là đã thấy nó to thế nào rồi. Ổ bánh mì Hưng Hoa này thì thật là khủng khiếp. Oh my god, lần này mình ăn nó có cảm giác sao nó ngon hơn cái lần trước không? Hai lần trước mình order nhiều ổ quá, mình để ngay trước mặt mình quay, mình nhìn mình ớn à. Lần này order có một ổ duy nhất, tại cũng mới đi ăn về. Nếu order nhiều là mai lại bỏ như lần trước. Lần này ăn cắn một tí thôi, nghe mùi pate có vẻ thích thú hơn lần trước. Lần trước ăn có vẻ mặn và ngọt, cái kiểu như vừa mặn quá mà vừa ngọt quá. Lần này thì cảm giác nó rất là vừa vặn ha, cái vị pate cũng thơm. Nhưng chắc có lẽ không ngon bằng pate của shop bên Úc của gia đình mình. Hưng Hoa này họ làm pate họ xúc đi nước ngoài nhiều lắm nha. Nhưng mà xúc là giống như cho những người người ta ăn, người ta xính cái sự nổi tiếng của cái thương hiệu này. Người ta mua đi nước ngoài người ta tặng người ta hoặc người ta ăn, người ta nói là của Hưng Hoa. Chứ thật ra là Hưng Hoa ra nước ngoài pate nổi tiếng chứ cũng đâu có được bán trong shop gì, chỉ người ta mua lẻ tẻ người ta ăn thôi. Được thôi chứ cũng không quá ngon. Nếu có dịp ai về Long Xuyên quê mình ăn thử bánh mì Phượng, bánh mì Phượng của Long Xuyên, cái pate ăn xong là chết miệng vẫn còn thấy thơm. Pate này kiểu như hơi ngoại ngoại lai rồi, hơi lai của nước ngoài rồi, béo béo cho tay họ ăn cho nên không không thật sự là quá thích thú hay xa lạ lẫm đối với mình khi mình ăn lại ổ bánh mì này. Nhưng mà cảm giác hôm nay ăn ngon hơn 3 tháng trước là đúng. Mở ra ổ bánh mì bên trong nhìn cũng đẹp hơn 3 tháng trước. Mình có cảm giác sao hay là đêm đó mình mua quá nhiều? Thì đây, hy vọng ăn hết ổ một cách ngon lành. Được. Cái này họ làm chắc để order mua đi nước ngoài nè. Zip hút chân không, hoàn hảo. Thì đây ha, pate không quá mặn như lần trước sao ta, cũng có người ta cũng làm như vậy thôi. Bánh mì nóng giòn, order đem về nhà một hồi rồi mà vẫn còn giòn. Ở trong thì như lúc nãy thấy đó, đầy đủ thịt thà, gọi là ăn cắn một cái là đầy miệng luôn. Nhưng mà nó không có vị riêng. Chả chả lụa, chả chiên, pate, ôi để chung tầm phèo hết, nó không có vị riêng. Nhưng mà nếu mà gọi là ăn bánh mì thì cũng ok, nhưng mà nói nếu ăn xong bây giờ mình đang chép chép lại cái miệng để giữ hương vị thì không có, không có như bánh mì Phượng của Long Xuyên. Ở bánh mì Phượng nhỏ thôi nhưng cái thịt ở trong cũng ít thôi, họ bán 20-25 ngàn đồng ổ gì à. Nhưng mà ăn xong mình sức mình ăn có thể 2 ổ 3 ổ đó, ăn xong một ổ hay 3 ổ hay 2 ổ vẫn cảm thấy ngon khi chép miệng lại, hương vị pate còn vương vấn. Nhưng cái này thì không có, cái này ăn thì cũng như là mình được ăn nhai thịt thà đầy đủ trong miệng, mình cảm thấy thích thôi chứ bây giờ ngồi chép thì không thấy. Nhưng cũng vừa ăn, không cảm giác mặn quá như hồi đợt trước, hay là cái gà thì nó ngọt mà cái pate thì nó mặn. Lần trước mình ăn mình cảm giác vậy, nhưng hôm nay nãy giờ mình cắn 3 miệng thì mình thấy ok. Không có quá như vậy. Không dở nhưng không 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 đặc biệt ha, không xuất sắc như lời đồn. Ok, ăn tiếp. Mà sao pate họ vẫn bán đi nước ngoài quá nhiều ta? Nó thương hiệu, cái gì mà có thương hiệu rồi thì dễ dàng lắm. Ừ.
Đúng rồi. Lúc nãy mình tính mua chả lụa. Chả lụa họ cũng vậy nè. Nhưng mà chả lụa màu trắng. Trong này nè, trong này nè. Nhưng mà mình thấy sợ ngán. Ăn cái này rồi. Mình mua chả chiên ăn thử. Chả chiên Hưng Hoa. 26 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đợt này về chớp nhoáng nhưng cũng kịp ăn. Tại vì mình tức quá, lần trước ăn quá dở. Đêm nó ăn sao cảm thấy nó quá mặn. Cái thịt thì nó lại ngọt mà cái pate thì nó mặn. Cái kỳ quá. Lần này ăn lại thì cảm thấy nó ok hơn. Mà nó không giống bủ một chút sắc mà ăn là trơn chết mượn lại luôn nha. Mùi thơm của pha pha luôn lướng mà không thấy, không có. Ăn nãy giờ một hồi rồi á mà còn 2 phần 3 ổ đó. Cứ thế mà thưởng thức tiếp thôi. Có lẽ là họ làm tập trung bán cho tay khách tay hay sao đó, họ làm rất là béo. Ở bển mình cũng làm béo nhưng cảm giác cái này nó béo ngậy hơn nữa. Nhiều khách tay họ không có thích ăn béo đâu, đừng có nghĩ là tay là phải béo nha, thật béo mới được nha. Không phải vậy. Ok thì giờ cứ ăn thôi, xong rồi từ từ hết. Đó thì chỉ vậy thôi. Bánh mì Hưng Hoa Sài Gòn này nhiều chỗ bánh mì 10.000, 15.000 một ổ rất là ngon. Không nhất thiết phải là bánh mì Hưng Hoa hay bánh mì Như Lan đâu. Bánh mì khác là hết một ổ rồi. Được cái nhiều. Nhiều thôi chứ không gì đặc biệt hết. Dở không dở, đọc được không đọc được. Cái tiệm họ không có mở rộng, họ vẫn nho nhỏ vậy thôi mà họ bán khách xếp hàng. Mấy tiệm cũng nho nhỏ giống như bên Úc vậy đó. Mấy tiệm nho nhỏ bên Úc vậy đó, không có hoành tráng gì hết. Như Lan hơi bị hoành tráng, cái này bình thường lại mắc hơn. Cái này thì cũng ok. Bánh mì thì nó mềm thì cũng tùy thời tiết. Lúc này thì nó vẫn giòn. Thịt ở trong thì đồ lạnh, đồ nguội thôi cho nên. Thịt nè. Rồi gà, chà bông. Ăn á, ở bánh mì người ta làm vừa vặn. Khi mà ăn hết á, cái cảm giác chép chép miệng á, còn vương vấn vị pate và cảm thấy ngon, không ngán. Còn bánh mì này nhiều quá, khách tây họ ăn họ cũng biết thưởng thức chút chút chứ tống vô một cái quá nhiều và cứ nghĩ là để thiệt lòng thiệt là béo thì họ sẽ thích ăn, tại vì tây là ăn béo. Nhưng nghĩ sai lầm, mình nghĩ Hưng Hoa không có kéo dài hơn 15 năm nữa cho khách tây đâu. Họ bán cũng mấy mươi năm rồi mà mình nghĩ không kéo dài quá lâu nữa. Cái này chắc thịt heo luộc. Rồi họ làm cái màu cam cam. Dài quá nuốt không được. Bỏ.
nửa chiều tàn là bỏ hết không được một cỗ mì hương hoa rồi đặc biệt ăn không chịu thấy ngán không có lưới lại gì hết nhưng mà cũng có thể ăn được cái bay cuối cùng cái miếng trắng cuối cùng nữa là nó không có tinh tởm để mà mình phải bỏ ngang nhiều khi bỏ ngang do ngán chứ không phải là dở hay là do nó nhiều quá còn cái ổ bánh mì này nó không dở nên thật sự nó không ngon mình không biết nói sao cho nó rõ ràng không dở nhưng không ngon không có lưu luyến lại hơi bị ớn nhưng cũng ráng ăn mấy cuối cùng ba ổ bánh mì nhé một ổ bằng ba ổ không ăn này nổi nữa không review được món chả chiên nhưng mà có ăn được miếng họ cắt mỏng trong ổ bánh mì thì cũng không có gì đặc sắc mình để tủ lạnh để mình xách đi ngày mai nhưng họ chu đáo cho bao tay sợ mình cầm dơ tại họ biết họ làm bánh mì ăn sẽ rất dơ quá béo mà rồi xong họ cho mình giấy chùi nếu mình ăn ngoài đường đường xá thì có giấy chùi rất là chu đáo những cái sản vật ở gì sản phẩm bán theo cũng đẹp mắt ngon không ăn riêng nó thì sẽ coi sao cũng rất là đặc đẹp mua mang đi cho thì được đó chả chiên Huynh Hoa ok rồi ăn xong đi đóng cửa đây được rồi đó để đi ngủ mình kỹ mùi hôi với phòng khách sạn này nó cũng cái phòng này nó không có được to lắm đó. Mở cửa tí chứ một mình thử thôi chứ ai đâu rồi nãy giờ ngồi đi ăn nè bye bye.